Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hàng của bên shop về thêm mẫu mới nhé. Đấy là ớt tím, ớt chua ngọt đấy ạ. Hàng của Đài Loan. Đây, nó sẽ ra là màu tím các bác nhé. Mà gói nguyên tem như thế này, bên shop nhập từ bên Đài Loan về. Đây, mở gói như thế này. Tỷ lệ để mầm là cũng khoảng tầm 70%. Ở trong một gói này thì nó sẽ trồng, nó sẽ ra nguyên cái màu tím các bác ạ. Nó sẽ không trộn lẫn màu. Mà ớt này là ớt nguyên là màu tím luôn. Đó, thế khi nên là các bác mà muốn trồng riêng cái ớt này thì chúng ta lấy cái loại này. Đó, loại này là hàng của Đài Loan. Đó, một gói cũng được mấy chục hạt đấy ạ. Được mấy chục hạt rồi các bạn. Cái này trồng thì cũng dễ lên thôi, không không quá khó. Nó như là cái ớt chuông kia của chúng ta ấy ạ. Đó.